Chào mừng quý khán giả cùng đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày được phát sóng trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam. Bên cạnh việc theo dõi chương trình qua sóng truyền hình thì đừng quên hãy truy cập vào địa chỉ fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống để cùng tương tác với chúng tôi nhé. Quý vị và các bạn thân mến, có một bệnh lý có thể xảy ra ở bất kỳ đối với một đấng mày râu nào ở độ tuổi trung niên. Diễn biến của bệnh thì âm thầm, không ảnh hưởng nguy cấp đến tính mạng. Tuy nhiên về lâu về dài thì sẽ có những tác động không tốt tới người bệnh cũng như là sức khỏe và tâm lý. Thế nhưng một điều đáng mừng là ngày nay với sự tiến bộ của khoa học công nghệ thì đã áp dụng vào lĩnh vực y tế và mang đến rất nhiều những giải pháp giúp cho quý ông có thể tìm lại được sức mạnh của mình. Để cùng tìm hiểu những triệu chứng cũng như là những biện pháp để giảm thiểu tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một số nhân vật đặc biệt trong chương trình. Ngay bây giờ xin được mời quý khán giả hãy cùng gặp gỡ với chuyên gia y tế cũng chính là Dr. Sống khỏe mỗi ngày trong chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn, chuyên gia y tế sẽ cùng đồng hành trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng, nguyên giảng viên Trường Đại học Dược Hà Nội. Xin được chào tiến sĩ. Chào hai bạn. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Lần đầu tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng đã dành thời gian tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta là tìm hiểu những triệu chứng cũng như là những giải pháp để có thể khắc phục được tình trạng mãn dục nam ở một số đàn ông ở tuổi trưởng thành, đúng không ạ? Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng cùng với quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một clip học của chúng tôi ngay sau đây. Từ khoảng 40 tuổi trở ra, khả năng tình dục của người đàn ông bắt đầu suy giảm. Từ đây, nam giới sẽ cảm thấy mỏi mệt, dễ bị căng thẳng, mất ngủ, tóc rụng dần, chất khoáng trong xương giảm, bụng to do sự gia tăng của mỡ trong phủ tạng và điều dễ dàng nhận thấy nhất là giảm khả năng trong chuyện phòng the. Ở góc độ y học hiện đại, các bác sĩ gọi đó là hội chứng mãn dục nam. Quan hệ vợ chồng là cũng có sự giảm sút. Khi đi khám thì bác sĩ có trả lời tôi là bị suy giảm nội tiết tố. Vấn đề này thì mình không nói được với vợ rồi. Trong đông y, người ta quy ước nữ lấy số 7, nam lấy số 8 rồi nhân lên từng bậc. Nam 8 tuổi thay răng, dậy thì khi 16, thời kỳ sung mãn là 24, tuổi 32 là bắt đầu có dấu hiệu suy giảm và 40 đến 48 thì suy giảm ngày càng rõ rệt. Đông y cho rằng mãn dục nam là do chức năng ở thận bị suy giảm. Diễn biến âm thầm của mãn dục nam ngày càng tạo ra những hệ lụy không mong muốn, trong đó vấn đề sinh lý tình dục, chất lượng cuộc sống suy giảm, thậm chí là mặc cảm. Nhiều người vì ngại vấn đề này không đi khám hoặc không điều trị để tình trạng tiến triển nặng hơn, rất khó điều trị. Thông qua một số hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là nam giới ở độ tuổi trưởng thành và đặc biệt là những người đàn ông ngoài 40 tuổi, chúng ta có thể gọi là tuổi trung niên đúng không ạ? Mà xảy ra tình trạng là mãn dục nam. Vậy thì Lương Y có thể chia sẻ cụ thể hơn là bệnh lý mãn dục nam này chúng ta có thể hiểu nó như thế nào? Có lẽ là ta nên nói là cái chứng suy giảm về khả năng sinh dục ở nam giới, tức là khả năng cái sức khỏe về sinh lý và sinh dục của những người đó là nó bị suy giảm đi so với bình thường. Chính vì thế nên có lẽ là nhiều người cũng ngại ngần khi mà đi thăm khám về vấn đề này. Vậy thì nhân chương trình ngày hôm nay, chuyên gia có thể chia sẻ rõ hơn về những cái dấu hiệu để chúng ta có thể nhận biết được cái bệnh lý này không ạ? Những cái dấu hiệu mà nó thể hiện ra ta có thể dễ nhận biết được ở cái tình trạng là suy giảm cái sinh dục ở nam giới. Cái thứ nhất là cái triệu chứng nó rối loạn cương dương, có thể có triệu chứng là di tinh, rồi cũng có thể có những triệu chứng là giảm ham muốn, có thể là khó sinh con, và nặng hơn nữa có thể là vô sinh. Vậy thì Lương Y có thể chia sẻ kỹ hơn đâu là những nguyên nhân của những tình trạng như vậy được không ạ? Có hai cái khía cạnh. Một khía cạnh thứ nhất nó có tính chất là sinh lý thôi, mà sinh lý thì chủ yếu là cái nguyên nhân chủ yếu là nó phụ thuộc vào cái độ tuổi của nam giới. Thì thường nam giới ở cái độ tuổi từ 40 trở lên á thì bắt đầu nó có hiện tượng là nó suy giảm dần cái sức khỏe về sinh dục. Khái niệm thứ hai á là nó có chất bệnh lý, tức là do một số bệnh nào đó, cụ thể là những cái bệnh trực tiếp ở cơ quan sinh dục, ví dụ như là viêm tinh hoàn chẳng hạn, rồi thì là có thể là viêm đường tiết niệu chẳng hạn. Y học hiện đại thì chủ yếu là người ta cho cái nguyên nhân mà nó suy giảm cái sức khỏe sinh dục của nam giới là do giảm cái hàm lượng nội tiết tố sinh dục nam, testosterone.
ở trong máu của nam giới đó. Và để giúp cho quý vị các bạn có thể hiểu rõ được vấn đề, từ đó đưa ra những giải pháp để có thể khắc phục tình trạng suy giảm sinh lý ở nam giới, hãy cùng chúng tôi theo dõi những ảnh tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Testosterone là nội tiết tố quan trọng đối với nam giới, tham gia hầu hết mọi chức năng sinh lý của nam giới. Cụ thể, testosterone hình thành bộ phận sinh dục nam, hoàn thiện phát triển các thuộc tính nam như giọng nói trầm, kích thích mọc râu trên cơ thể, kích thích sự phát triển và hoàn thiện cấu trúc cũng như chức năng sinh lý của hệ thống sinh dục nam, là yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm tính cách của nam giới, tăng dẫn truyền thần kinh, kích thích sự tăng trưởng mô cơ, tương tác với các thụ thể trong gen dẫn đến sự tổng hợp protein giúp cơ thể tiêu thụ chất béo, mỡ thừa hiệu quả, giúp tăng mật độ xương và có vai trò quan trọng trong việc sản xuất các tế bào hồng cầu từ tùy xương. Khoa học đã chứng minh nồng độ testosterone ở nam giới đạt mức cao nhất trong độ tuổi 20. Sau 30 hoặc 40, nồng độ hormone này có xu hướng giảm khoảng 1% mỗi năm. Đến khi 70 tuổi, nồng độ testosterone có thể chỉ khoảng 50% so với lúc ban đầu. Mãn dục nam xảy ra khi nồng độ testosterone trong máu giảm dưới mức bình thường khoảng từ 10 đến 35 nanomol trên lít, dẫn đến suy giảm khả năng hoạt động tình dục, rối loạn cương dương, suy giảm sinh tinh cũng như sức khỏe thể chất tinh thần của nam giới. Cũng như nhiều nam giới khác, dù bước qua tuổi trung niên chưa lâu, nhưng anh Vũ Kim Khánh ở Hà Nội đã thấu hiểu cái nỗi buồn khó chia sẻ của mình. Mặc dù vẫn biết tuổi tác là thủ phạm chính, nhưng ở anh, những dấu hiệu đến khá sớm và ngày một cảm nhận rõ hơn khiến anh không khỏi chán nản. Khí sắc, tinh thần không còn được như trước. Người luôn cảm thấy mệt mỏi. Thông tin về tình trạng mãn dục nam rất nhiều, nhưng càng đọc càng thấy rối. Thông qua chương trình, anh có dịp gặp gỡ trực tiếp chuyên gia để được tìm hiểu cặn kẽ hơn. Thông qua một clip vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là cái đời sống sinh lý của mỗi một người nam giới chúng ta, nhất là độ tuổi trên 40 là vô cùng quan trọng và nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe chung, sức khỏe tổng thể nữa. Trong rất là nhiều cuộc trò chuyện giữa anh em nam giới với nhau thường là bàn tán tới cái chủ đề này rất nhiều. Tuy nhiên, để thực sự tìm hiểu nó dưới một góc độ khoa học và thậm chí là có được những cái sự tư vấn chính xác của các vị bác sĩ nữa thì không phải ai cũng làm được. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng rất vui được chào đón anh Vũ Kim Khánh đến từ Hà Nội sẽ cùng chia sẻ thêm những chủ đề về chứng suy giảm sinh lý nam của chúng ta. Anh có thể chia sẻ một chút về tình trạng sức khỏe chung của mình cho lương y được biết không ạ? Hôm nay em có một số câu hỏi hỏi tiến sĩ xem là đến lúc mà cái thời kỳ mà từ 40 trở lại đây, tôi là cái đi uống rượu để tiếp khách thì nói chung là có nhiều cái thì nó có sinh lý nó có sự giảm là nó có sự sút giảm nhiều. Thì anh nói là nó có hiện tượng là suy giảm cái sức khỏe về sinh dục. Vâng. Và anh cũng nói thêm nữa là trong cuộc sống thì cũng có những cái ví dụ như là hay đi ăn nhậu nó hơi nhiều. Vâng. Rượu giúp nó hơi nhiều. Vâng. Và tuổi thì chắc cũng ngoài 40. Ngoài 40. Nguyên nhân chính của cái suy giảm sinh dục nam ấy, theo y học hiện đại là do nó giảm sút cái hàm lượng nội tiết tố sinh dục nam testosterone trong máu. Đông y ấy, lại cho rằng cái nguyên nhân chính thì cũng lại vào thận. Và đông y người ta tổng kết ra là nhân sinh tứ thập thì thận khí tử bán. Tức là con người ta đến 40 tuổi là nam giới thì cái thận khí ấy, nó giảm đi một nửa. Và đúng là cái tuổi của anh thì nó cũng có giảm dần thật. Không những riêng anh mà đa số trường hợp như thế nó đều có suy giảm dần. Nhưng mà thêm vào đó là cái ăn uống của chúng ta nó không được bảo đảm. Nó ví dụ như là hay uống hơi quá nhiều rượu, hơi quá nhiều bia, thậm chí hay hút nhiều thuốc lá. Thì đấy là những nguyên nhân nó làm giảm cái sức khỏe về sinh lý của anh, nó cũng là khá rõ đấy. Vậy thì hiện nay chúng ta đã có những phương pháp như thế nào để chẩn đoán cũng như là điều trị bệnh lý này thưa chuyên gia? Trường hợp mà nó bị suy giảm về cái sức khỏe sinh dục như anh vừa nói, trước hết là chúng ta nên đến các cơ sở y tế gặp các bác sĩ để chúng ta chẩn đoán xét nghiệm cho nó rõ. Ví dụ như là có thể là các thầy thuốc y học hiện đại là có thể xét nghiệm cái hàm lượng testosterone trong máu của anh nó có bảo đảm không, bình thường không. Các thầy thuốc có thể xem thử trong cơ thể của anh nó có những cái bệnh nào nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh dục hay không. Ví dụ như có viêm gì mà đâu đó
như là viêm tinh hoàn, như là viêm đường tiết niệu, rồi như viêm tuyến thượng thận, vân vân. Khi mà đã được xét nghiệm, đã được khám cụ thể như thế, thì cả trong y học hiện đại lẫn y học cổ truyền cũng đều có những cái phương pháp điều trị. Y học cổ truyền ấy, thì chủ yếu là dùng hai loại, hai nhóm thuốc. Một nhóm thuốc ấy, là bổ thận. Thứ hai nữa là trong y học cổ truyền cũng có thể bổ sung thêm vào đó những cái thảo dược có tác dụng là chữa bệnh. Không biết là anh Vũ Kim Khánh đã từng tìm hiểu và có cái quan điểm như thế nào về việc sử dụng y học cổ truyền trong việc giảm hoặc là làm chậm cái quá trình mãn dục nam ạ? Thưa giáo sư, em muốn hỏi một câu nữa là, tức là bây giờ mình thì dùng, bây giờ thì y học dân tộc rất là hiện đại, dùng rất nhiều loại thuốc, thì nó chỉ là giải quyết cái tạm thời thôi. Thì em muốn hỏi giáo sư là xem có cái phương pháp gì và có cái thuốc gì mà ở trong y học dân tộc mình có thể sử dụng để giải quyết được lâu dài. Trong y học cổ truyền thì từ 1000 năm trước thì người ta đã sử dụng một số các cái thảo dược để tăng cường cái sức khỏe sinh dục cho nam giới. Một số các cái thảo dược mà ta có thể phân thành mấy cái nhóm thế này. Cái nhóm thứ nhất ấy là cái nhóm thảo dược có tác dụng bổ, và chủ yếu là hai cái thành phần chính là nhân sâm và sâm ngọc linh. Nhân sâm và sâm ngọc linh thành phần hoạt chất nó cũng gần giống nhau, và cái tác dụng của nó thì chủ yếu là đã được sử dụng lâu đời ở trong y học cổ truyền, và cái công năng chính của nó là đại bổ nguyên khí. Nguyên khí tức là thần khí, tức là khí tiên thiên. Thế cho nên là nó có thể hỗ trợ góp phần giảm cái giảm cái sức khỏe sinh dục do cái nguyên nhân thận yếu, thận suy, và cũng có thể là do cái nguyên nhân tiên thiên nữa, ví dụ như là đại bổ nguyên khí mà. Nhóm thứ hai ta thấy là có một số các cái thảo dược như là cái bạch tật lê, rồi cái củ mài đắng. Thì hai cái thảo dược này á, nó đều có những cái hợp chất saponin, cái khung steroid ở trong đó. Đưa vào cơ thể thì những cái hợp chất steroid đó, nó nhờ cơ thể nó có sẽ gắn thêm các cái nhóm chất khác, thành như là một quá trình bán tổng hợp trong cơ thể để nó tạo ra testosterone cho cơ thể. Và như vậy tức là những cái thảo dược này thực tế là ta bổ sung các cái tiền chất testosterone vào cơ thể của chúng ta. Cái nhóm thuốc thứ ba là nó bổ sung cho cơ thể của chúng ta những cái hoạt chất ở trong thảo dược đó. Nó không có cấu trúc như là cái nội tiết tố testosterone đâu, nhưng mà nó lại có cái tác dụng sinh lý gần giống như thế. Ví dụ như là ta có dâm dương hoắc, ta có cái đông trùng hạ thảo, cũng có những cái hợp chất có cái tác dụng gần thay thế được cho cái nội tiết tố sinh dục nam. Và cái nhóm thuốc tiếp theo là những cái nhóm thuốc nó vừa có tác dụng bồi bổ, vừa có tác dụng chống viêm. Ví dụ như là ta lại thấy có cái bá bệnh trong đó. Dân người ta dùng cho khá nhiều chứng bệnh khác nhau. Trong đấy nó cũng có thể là hỗ trợ để khắc phục tình trạng là nó giảm cái sinh dục nam. Như vậy tức là ta thấy trong một số các sản phẩm như là cái sâm đài nam chẳng hạn, thì là sử dụng chủ yếu là các cái thảo dược, và các cái thảo dược thì nó có cái tác dụng nó phối hợp với nhau tương đối hoàn hảo như thế. Có thể nói là mỗi người trong chúng ta thì đâu đó cũng đã từng nghe thấy một số những cái vị thuốc ở trong những cái bài thuốc là mà Lương Y vừa mới chia sẻ. Tuy nhiên là dưới sự phát triển của y học hiện đại thì y học cổ truyền của chúng ta cũng đã tổng hợp được thành những cái bài thuốc cho người sử dụng. Và để anh Vũ Kim Khánh cùng quý vị khán giả hiểu thêm về những cái vị thảo dược an toàn có xuất phát từ thiên nhiên như vậy, thì xin mời hai vị khách mời cũng như xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một số hình ảnh tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Cây thuốc bạch tật lê. Bạch tật lê là cây thuốc được sử dụng rất nhiều trong y học cổ truyền, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý nam giới. Qua các công trình nghiên cứu cho thấy, trong quả bạch tật lê có chứa một hoạt chất là diosthenin. Hoạt chất này có tác dụng tăng cường sinh lý, giúp tăng nội tiết tố nam một cách tự nhiên. Nhân sâm được biết tới là vị thuốc có nhiều công dụng khác nhau, trong đó nổi bật như chống lão hóa, duy trì thanh xuân, tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức bền, bổ sung năng lượng và phục hồi sức khỏe nhanh. Đông trùng hạ thảo. Thảo dược này là sự kết hợp của sâu non và một loại nấm.
trong thành phần đông trùng hạ thảo có chứa nhiều axit amin quý hiếm, có chức năng chuyển hóa và tổng hợp protein là lipid cho cơ thể. Từ đó giúp điều chỉnh, tăng cường tính miễn dịch, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, chống lại các bệnh tật, có hiệu quả tốt với các triệu chứng như yếu sinh lý, di tinh, đau lưng, mỏi gối, đổ mồ hôi trộm, v.v. Củ mài đắng có thành phần pregnenolone giúp cân bằng nội tiết, đồng thời giúp chống lão hóa, tăng cường sắc đẹp và sinh lý. Cây bá bệnh. Cây thuốc này có tên gọi là Tomcat Ali, từ lâu đã được biết đến như là nhân sâm Malaysia cũng như nhiều nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Brunei, Lào. Tác dụng vượt trội của cây bá bệnh đã được công bố qua nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trên thế giới. Khái quát chung là khả năng tăng cường sức khỏe tình dục cho nam giới, kích thích cơ thể tăng tiết hormone giới tính. Dâm dương hoắc có hoạt chất chính là Icarin. Cây thuốc này từ lâu được sử dụng trong y học cổ truyền với tác dụng bổ thận tráng dương dành cho nam giới. Sâm ngọc linh mọc tự nhiên, chứa hàm lượng saponin rất cao, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, hệ thống nội tiết, hệ thống miễn dịch, trao đổi chất. Ngoài ra, sâm ngọc linh còn có các hợp chất và axit amin, nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể. Các thành phần của thảo dược quý này cũng giúp bảo vệ tế bào, hồi sinh số hồng cầu và bạch cầu bị giảm, tăng nội tiết tố sinh dục. Khai thác những giá trị chữa bệnh, tăng cường sức khỏe của những cây thuốc chủ yếu trên, cùng với những bổ sung một số thành phần nguyên tố vi lượng có lợi khác giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả chứng mãn dục nam như phần trên của chương trình đã đề cập. Thưa quý khán giả, chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi cũng như chia sẻ của khán giả quan tâm đến chủ đề của chương trình ngày hôm nay qua địa chỉ fanpage VTV2 Chất lượng cuộc sống. Và sau đây thì chúng tôi sẽ gửi một số những chia sẻ cũng như câu hỏi để mong chuyên gia giải đáp nhé. Câu hỏi đầu tiên, thưa Lương Y, tôi mắc bệnh đái tháo đường, vậy thì tôi có thể sử dụng được bài thuốc mà chuyên gia vừa chia sẻ hay không ạ? Nếu mà bị tiểu đường mà cái tuyến tụy nó suy giảm chức năng như thế thì đông y gọi là tỳ hư. Và trong cái trường hợp mà tỳ hư như thế thì ta thấy rằng chủ yếu là những cái thành phần bồi bổ cơ thể rồi bổ thận, mà thận á là coi như là một cái nội tạng mà theo đông y á là nó có tính chất là quyết định gần như toàn bộ cái sức khỏe của các cái phụ tạng khác trong cơ thể, cho nên nó sẽ rất tốt cho tụy hay là cho tỳ. Nếu mà bạn đang bị tiểu đường, đồng thời với cái việc sử dụng cái thuốc của y học hiện đại để cân bằng đường trong máu, thì nếu mà ta có kèm theo cái những cái triệu chứng mà nó bị suy giảm về sinh dục thì ta có thể sử dụng được. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ, và chúng tôi cũng xin được dành thời lượng cho câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đã có tuổi và các cơ quan trong cơ thể làm việc liên tục để sinh testosterone như vậy thì liệu có hại không ạ? Theo tôi thì những cái thảo dược này nó cũng không sản ra cái nội tiết tố testosterone trong cơ thể nó quá nhiều đâu, và nó sẽ hỗ trợ dần dần. Thứ hai nữa, nếu mà bạn đã thấy rằng nó có những cái triệu chứng suy giảm sinh dục á, thì cũng nên tham khảo ý kiến của các thầy thuốc. Một lần nữa thì những người làm chương trình xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lương Y Nguyễn Hoàng và anh Kim Khánh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay và mang tới cho quý khán giả, đặc biệt là quý ông của chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày, rất nhiều những thông tin hữu ích. Và ngay sau đây thì để giúp quý vị và các bạn có thêm một lần nữa những kiến thức xoay quanh vấn đề này, hãy cùng chúng tôi theo dõi một số lời khuyên từ các chuyên gia y tế nhé. Nam giới cần xây dựng cho mình chế độ sinh hoạt và làm việc hợp lý để tránh áp lực, giữ tinh thần luôn vui vẻ, thoải mái, luôn ngủ đủ và ngủ sâu để giúp phục hồi thể trạng tốt nhất. Tìm hiểu và thực hiện bổ sung dinh dưỡng lành mạnh từ các thực phẩm tự nhiên, dầu kẽm, sắt, vitamin. Các chất dinh dưỡng này sẽ giúp kích thích sản sinh ra testosterone từ bên trong cơ thể, giúp cân bằng và cải thiện tình trạng mãn dục. Có cơ chế luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và vừa sức để duy trì sự dẻo dai của hệ cơ xương, giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể. Không lạm dụng thuốc lá, rượu bia, bởi chúng là yếu tố gây ức chế sản sinh ra nội tiết tố nam. Nếu nam giới được chẩn đoán bị suy giảm testosterone, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng các chất bổ sung testosterone.
Hy vọng là với những kiến thức mà Lương Nghi chia sẻ thì rất nhiều quý ông của chúng ta ở trên độ tuổi 40, độ tuổi trung niên thì sẽ hoàn thiện hơn được sức khỏe của mình và đặc biệt là có thể làm chậm được quá trình suy giảm sinh lý ở nam giới. Những người làm chương trình xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khán giả đã quan tâm đến chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.